Độ. Hello. Thì là lập biên bản và báo cáo đề nghị đến cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, quận, khu để tiến hành các trình tự thủ tục đề nghị tòa án có thẩm quyền ra quyết định buộc người đó phải chấp hành bản án phạt tù. Và trong thời hạn 5 ngày làm việc thì cơ quan thi hành án hình sự phải lập hồ sơ đề nghị gửi tòa án để tòa án xem xét, đồng thời gửi cho viện kiểm sát cung cấp để viện kiểm sát theo dõi và kiểm sát cái việc tòa án xem xét quyết định. Đây, cái này lại được này. Để chúng ta xem cái video clip mà đây là cái kết quả công tác. Các vị trí quen thuộc ở video trung cấp, tất nhiên là mình phải sử dụng cái bát đen hồng đặc biệt này để bạn cho bánh cho sô cô la và trung cấp phải dập nát ra. Bạn nào chỉ thích màu hồng thôi á thì mình tắt cái lớp kem sô cô la này nhé. Trang trí thêm một cái bánh lên trên, mình cho vào lò vi sóng trong vòng 1 đến 2 phút là đã xong món này rồi. Bánh thành phẩm của tụi mình á thì sẽ mềm mịn và hơi dẻo, tùy các bạn cho ít thêm nhiều sữa mà nó sẽ có kết cấu hơi khác nhau. Nhưng đây là một món tráng miệng nóng rất ngon mà các bạn nên thử.
bao giờ. Bên bạn thư thị. Và không ăn đâu cuốn. Thì nó cứ dọn cuốn cho mình nha. Thì nó cứ dọn rửa bát đi. Bỏ vào nó rửa ấy. Đấy, chúng ta thấy mình một cái ví dụ về công tác kiểm soát ăn đối với án treo không ạ? Một trường hợp là có nhiều vi phạm. Người người hưởng được án treo nhưng mà vi phạm thì đã được kiểm sát viên rồi kiểm viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Triều kiểm sát rất chặt chẽ và sau đó lại đã phải phối hợp với ủy ban nhân xã phường và cơ quan thi hành án ấy, thì lập hồ sơ và đề nghị người người hưởng án treo mà có vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành án phạt tù. Và đã được chúng ta thấy thông qua cái hình ảnh ví dụ thực tế này, chúng ta thấy là kiểm sát viên phải tham gia đầy đủ để cả cái phiên họp xét xem xét quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành đối với bản án phạt tù. Và trong quá trình tham gia phiên họp thì phát biểu quan điểm của viện kiểm sát về đối với cái hồ sơ này. Thì đây là một cái ví dụ của cái chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát trong thực hiện cái việc kiểm sát thi hành án án treo. Nội dung thứ năm thì chúng ta kiểm soát cái miễn chấp hành án hình phạt cải tạo giữ. Thì riêng cái cải tạo giữ thì có cái việc miễn chấp hành hình phạt cái phạt, còn đối với án treo thì không có cái biện pháp này. Ở đây thì miễn hình phạt cải tạo giữ thì có hai trường hợp được miễn chấp hành hình phạt, đó là miễn toàn bộ hình phạt và miễn chấp hành hình phạt còn lại. Thì miễn toàn bộ hình phạt là trong trường hợp mà người bị kết án cải tạo giữ chưa chấp hành án thì có thể được miễn khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 điều 62 của Bộ luật hình sự. Tức là theo quy định thì sau khi bị kết án vì kết án về cải tạo giữ thì đã được công, hoặc là sau bị kết án mà bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc là bị chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không có còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì có thể được xem xét đề nghị miễn án cải tạo giam giữ này. Và miễn hình phạt còn lại trong trường hợp mà đối với người mà đang chấp hành án phạt cải tạo giam giữ có thể được miễn chấp hành hình phạt khi có đủ các điều kiện sau, có một trong các điều kiện sau thì trường hợp này thì sai. Thứ nhất là đã nộp công, thứ hai là mắc bệnh nhiều nghèo, thứ ba là nhiễm HIV hoặc là chuyển nhiễm HIV và đã chuyển sang lâm sàng giai đoạn 4, thứ tư là chấp hành tốt gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không còn xét thấy không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì có thể được xem xét miễn chấp hành án phạt cải tạo giữ còn lại. Và ở đây thì theo quy định thì của điều 104 của luật hình sự thì thẩm quyền đề nghị miễn chấp hành án cải tạo giam giữ thì là do viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án đang cư trú làm việc mới có thẩm quyền đề nghị miễn chấp hành án cải tạo giữ. Thì muốn để làm được cái này thì chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ cái việc thi hành án của kiểm soát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án cải tạo giam giữ, rồi kể cả đối với bản án cải tạo giam giữ mà người bị kết án được tuyên do tòa án tuyên, xem là khi mà bản án được tuyên nó chưa có hiệu lực, chưa có quyết định thi hành mà xem có đầy đủ điều kiện mà chưa đang phải bản án đang được xem xét thì tùy theo điều kiện thì hoặc chưa được tòa án ra quyết định thì tùy theo điều kiện, hoặc là đang được thi hành thì chúng ta thấy có đủ điều kiện theo khoản 2 điều 64 và theo cái thông tư liên tịch số 04 thì chúng ta lập hồ sơ đề nghị hoặc trên cơ sở yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự lập hồ sơ, và chúng ta có cái văn bản đề nghị để gửi lên tòa cùng với hồ sơ gửi cho tòa án để đề nghị miễn chấp hành án cải tạo giữ đối với người cải tạo không giam giữ.
về chúng ta kiểm soát trình tự thủ tục miễn theo điều 104 luật thi hành án hình sự và thông tư liên tịch số 04 năm 2021. Và kiểm sát viên thì cũng phải tham gia phiên họp và phát biểu ý kiến tại phiên họp về cái việc miễn đề nghị miễn chấp hành án này. Và chúng ta kiểm soát chặt chẽ việc ra quyết định miễn chấp hành của tòa án về nội dung, điều kiện, hình thức và thẩm quyền, và kiểm soát cái việc cái quyết định miễn chấp hành án có đúng đảm bảo khoản 3 của điều 8 luật thi hành án hình sự hay không. Và cái hình loại hình phạt thứ ba chúng ta phải nghiên cứu, tức là đến